Xin chào quý vị và bà con. Đây là bài dế của mình. Ngày nhập dế của mình là ngày 12 tháng 3. Và ngày nở dế là vào ngày 18. Ngày 20. 20 nó mới nở hết. Tức là đến bây giờ là ngày 18 tháng 4 rồi. Mà được 28 ngày. Dế con của mình đã được cái này rồi. Cho mình không có cái gì cho nó ăn hết. Cho nó ăn lá bèo và một ít cám ngô. Mình không có nhiều đồ ăn cho nó lắm. Mình sẽ phóng to cho các bạn xem. Có những con rất to rồi. Đây. Còn rất mập. Đó, những con nó vẫn còn bé. Vì sao? Vì nó không được ăn đều. Cho nó ít, rất ít đồ ăn. Các bạn có thể nhìn đây. Chỉ có vài cọng rau muống và một ít lá bèo. Ít cám bắp. Hai khay dế mình mua về và bị kiến nó ăn mất. Hai phần. Còn đây là một phần. Mình thử nuôi xem đến lúc thu hoạch xem được khoảng tầm bao nhiêu ký. Vì bầy này là mình sẽ để làm giống. Nên mình không sợ. Nó nhiều hay ít, to hay bé. Mình chỉ mua về mình ương lấy giống thôi. Khi nào mình sẽ làm video về dế đẻ. Trứng dế. Và nhiều video hơn về dế cho các bạn xem. Mình sẽ chụp thử một con cho các bạn xem nó kích cỡ nó bằng nào nhé. Hơi khó chụp ấy. Để con này đi. Đây. Chạy hết rồi các bạn. Nhiều lắm nhưng mà rất khó bắt. Nó chạy nhanh lắm. Mình sẽ bắt lên cho các bạn xem một con. Rất khó bắt nhỉ. Các bạn có thể đo lên này. Đó, cái ngón tay mình đó. Ngón tay mình thì to rồi. Thì các bạn, cái đầu đũa nó bằng, cái đuôi đũa nó bằng này đúng không? Mình so với con dế này. Đó. Nó to bằng cái đầu dưới của đũa nhá. Đây. Con này thì nó cũng khá mập. Đây. Do mình không bắt được con nào. Nhiều lắm nhưng mà không bắt được. Không bắt lắm. Đơn giản cái chuồng nó chỉ có thế thôi. Chuồng của mình có 1 mét vuông thôi. Đây. Làm mặt bằng cái lưới te này. Thôi mình không kiếm được đồ ăn cho nó nên mình cấu cái lá bèo ở đây. Lá bèo bàn của bọn lươn này. Mình có nuôi một ít lươn nữa. Đây là cho các bạn xem. Cái này hồi mình bắt nó cũng to to rồi nên là mình nuôi 2 tháng rồi. 2 tháng giờ nó cái con to này. To nó gần. Con to tầm 300 gram rồi. Còn bên này nè, hồi mình bắt nó nè. Cái size của nó tầm 500 con một ký. Nhưng bây giờ nó bằng tầm khoảng 100 con một ký. Lươn này mình trích điện về, không phải là đi mua hay là gì nhá. Nhưng mà nó phát triển rất mạnh. Sau một thời gian
thuần, mình thuần cỡ 15 ngày, nửa tháng đấy, là nó sẽ ăn được mạnh. Mùi mạnh như bây giờ thì đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có ý kiến gì thì comment bên dưới để mình làm những video hay hơn.